Vâng, xin được kính chào tất cả các bác, anh, các chị trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Sứ Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay cho các bác, anh, các chị một đôi lục bình men dặn tứ cảnh, hàng đắp cực là kỹ luôn, bốn mùa xuân hạ thu đông. Đôi lục bình này cao khoảng 1,7 m, chưa có chân đế, nếu cộng chân đế vào khoảng 15 phân nữa là 1,85 m. Đối với chân đế của đôi lục bình này có cả chân đế sứ, nếu khách hàng có nhu cầu thì có thể có cả chân đế gỗ hương nữa. Thì chân đế gỗ hương cao khoảng 18 cm. Đó, vậy tổng chiều cao của nó là 1,7 m, 18 m 78 cm. Rất là cao đúng không ạ? Gần 1,8 m đấy ạ. Đây là các họa tiết mà em quay rất là kỹ đấy ạ. Lục bình này thì được đắp theo cái tích là tứ cảnh tứ quý xuân hạ thu đông. Phần này là phần miệng sản phẩm này, được kẻ chỉ sô cô la này, phần men dạn này, và đây là cái phần lá dừa trên miệng, các họa tiết viền này, các họa tiết khung này, quả đào này, tượng trưng cho sự trường thọ này. Đấy, các khung với hoa văn là sóng. Đó, phía dưới là các hoa văn đây ạ. Thì khi làm cái đôi lục bình này thì các thợ phải chia thành 4 phần, tạo thành 4 cái khung khác nhau. Thì những cái phần này thì gọi là khung đây. Đó, phần này là khung, thì được chia đều ra 4 phía. Còn đây là phần chân. Đó. Tất cả các cái họa tiết này đều đắp rất là tỉ mỉ luôn. Được đắp, được gạy. Đắp là hình dung các bác là đắp là phần ấn lên để tạo sản phẩm nó độ nổi, nó có độ lồi. Đó, đây là cái đuôi công này. Đuôi công này. Còn như cái này thì được gọi là gạy đi. Trên là một mặt phẳng như này, mình sẽ dùng cái bút mình gạy sâu nó xuống thì được gọi là gạy. Đây là phần đắp, đây là phần gạy. Đó. Các cái màu men được phối rất là đẹp giữa các cái màu nâu trầm trên viền và nền men dạn. Dạn rất là sâu, đẹp. Và hoặc các cái phần nổi như này nữa, họa tiết chim, họa tiết hoa, các họa tiết viền. Nói chung là để tạo được một đôi lục bình như này thì qua rất nhiều thời gian, khoảng 1 tháng thì ra chỉ có khoảng được một đôi thôi. Không hề đơn giản. Ngoài ra là từ cái công đắp nặn đến cái công đốt lò, ra lò đánh dặn rất là lâu, và được cái đôi đẹp ấy thì rất là khó chứ không hề đơn giản ạ. Đó, cái đôi đây là chiếc bên phải. Chú ý với khách hàng khi đặt về trong gia đình thì mình nên đặt là cái đôi công bên này xòe ra và công bên này xòe ra. Nếu mà các bác đặt ở phòng thờ thì chú ý sẽ nhìn như này luôn. Phòng khách cũng vậy. Làm sao phần đuôi công nó xòe ra bên ngoài rất là đẹp, đừng để cái đuôi công nó quay vào ban thờ thì nó không đẹp chút nào cả. Đấy, đuôi công nó xòe ra. Đấy, các bác cứ nhìn với cái hình dung như thế này thì khi đặt lên ban thờ, hai bên ban thờ thì đối với những ban thờ dài 1,97 m, 2,17 m thì đặt là cực phù hợp luôn. Ngoài ra là đặt ở các nơi như đình, đền, chùa, phủ, miếu, vân vân. Và các bác nào có tâm có lòng thì đi cung tiến đình đền chùa thì sử dụng những đôi này thì nhất luôn, phải đặt trong các cung cấm. Nói về kích thước bên đường kính này của nó khoảng là 50 cm các bác nhé, từ trái qua phải này, đường kính này 50 cm. Thì các bác có thể dự trù xem cái địa điểm nhà mình, cái không gian nhà mình xem có phù hợp không với kích thước đấy không. Ngoài ra là đây, mình em sẽ quay cho các bác xem cận cảnh thêm các cái mặt khác. Ví dụ đây là mùa đông với cây tùng này, chim hạc này. Chim hạc thì xuất hiện rất nhiều cho cái đình đền phủ. Đó, ví dụ như hạc cưỡi rùa này đứng cạnh hai bên lư hương. Đấy. Chim hạc là chim gọi là thanh tao. Có mặt rất là nhiều trong đình đền phủ, ngoài cái con vật khác như là rùa thì là hạc cũng có mặt rất nhiều trong đình đền phủ. Có thể nói là trong các loài vật thì có các loài trong hay xuất hiện trong tâm linh của Việt Nam, ví dụ như trong đình đền chùa phủ, ví dụ như là hạc, là rùa, là lân, là rồng, là rắn, là ông ngũ hổ. Đó, ngoài ra các cái họa tiết khác cũng hay có hình con dơi nữa. Đây là mặt tiếp theo. Đó, mặt tiếp theo là một là hoa cúc. Đó, mùa thu
mùa thu hoa cúc và gà trống, một đàn gà luôn. Đây là gà trống đây, đây là gà mái và các con đó. Thì các cái phối cảnh này đều được nghiên cứu rất là kỹ để trước khi làm cái sản phẩm như này, để tạo ra một cái sản phẩm nó cần rất nhiều công sức để suy nghĩ, để tìm tòi sáng tạo cho nó đúng với văn hóa của Việt Nam, cũng như là đúng với làm sao là cái bố cục đẹp và ý nghĩa. Đây, mùa hè đây, với cảnh trúc, với hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, với cả cá chép, với cả vịt, vân vân. Nó rất là trang nhã, rất là cầu kỳ, rất là đẹp. Và đây em sẽ xoay lại phần mặt cuối cùng đây. Đấy, mặt cuối cùng cân đối. À, đó. Các bác có thể xem cân đối luôn là hai bên. Đối đây là đặt trong cái khung cảnh mùa xuân nha các bác nhé. Nếu các bác nào mà thích quay theo mùa thì mình có thể quay theo mùa được. Ví dụ đây như thế này là mùa xuân, mình đặt như này này. Đến mùa hè thì mình quay mặt mùa hè ra, mùa thu quay mùa thu ra. Thì cái lợi của chiếc bình này là mình có thể sử dụng làm như bốn chiếc bình mới luôn. Mỗi năm mình quay một mặt ra thì nó, à mỗi mùa mình quay một mặt ra thì đều mới luôn. Đó, thì lúc nào nó cũng sống động. Đấy, các bác nào thì đang xem trên YouTube thì cho em xin một cái đăng ký. Bấm đăng ký, bấm subscribe trên YouTube. Các bác nào đang xem trên Facebook thì hãy nhớ like cái video này và share video này giúp em. Like page để bọn em có cái động lực để làm thêm những video mới hay hơn, cũng như là cung cấp cho các bác rất là nhiều những kiến thức hay là cái sản phẩm liên quan đến gốm sứ. Đôi lục bình thì các bác có thể gặp nhiều nhiều nhất ở kênh các bên bàn thờ. Ở hai bên trường kỷ, trong phòng khách. Đấy, thường đặt trong phòng khách, phòng thờ. Phòng thờ thì nhiều hơn phòng khách. Ngoài ra còn đặt được các hành lang nữa, hoặc là hai bên cửa lớn. Đấy, cũng được đặt rất là nhiều. Thì lục bình này thì nếu mà xét từ những năm đời, tính từ khoảng là 9 đầu năm 90 chẳng hạn, thì những đôi lục bình này hoặc là trước đấy thì chỉ có những nhà gọi là địa chủ phú hào hoặc là nhà quan lại thì mới sử dụng thôi. Nhà thường dân thì không thể có được, không thể sử dụng được. Thì của nó là có miệng loe ra, miệng loe ra, cái cổ nó thắt lại và cái bụng nó phình lớn lên. Thì theo cái thuyết hình nào khí nấy của phong thủy thì nó có khả năng thu tài hút lộc và giữ cái may mắn trong gia đình, mang lại những cái tài lộc, thu hút những khí tốt, những cái vận khí may mắn cho gia đình đó. Thì cái ý nghĩa của đôi lục bình nó là như vậy. Các bác có thể xem ở đình đền chùa phủ thì hầu như chỗ nào cũng có luôn. Chỉ cần một cái nơi nào tôn tạo lại hoặc là mình xây lại đình đền chùa thì các vị có lòng hảo tâm thì cung tiến rất là nhiều những bộ bát hương, những đôi lục bình như này, để mong sao là mình đặt vào đó thì mình cũng có lòng của mình và cũng được các vị thần Phật chứng giám và mang lại phù hộ độ trì, mang lại may mắn cho gia đình. Vâng. Đấy, các bác thì đang xem video thì hãy nhớ cái hotline của bên em là gốm Hoàng Phát là 0918 482 648. Địa chỉ là số 21 thôn 6, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Tất cả những thông tin này đều được trên màn hình hết, thì các bác có thể xem trên màn hình, lưu lại và gọi cho bên em, bên em có thể tư vấn rõ ràng. Vâng. Thì các bác nhớ là khi hỏi về chiếc đôi lục bình này thì hãy hỏi là đôi lục bình men dạn tứ quý, hàng cao cấp, xuân hạ thu đông đắp nổi, thì bên em có thể tư vấn nó dễ dàng hơn. Tại vì bên em quay rất nhiều video, nhiều khách đến nơi hỏi là nhà bạn cho mình hỏi cái đôi lục bình mà đang quảng cáo ý, thì bên em thực sự là không biết đôi nào luôn, cũng có rất là nhiều đôi. Vậy kính mong các bác có thể đăng ký kênh trên YouTube hoặc là like, share trên Facebook để bọn em có thể phục vụ được rõ ràng hơn, được tận tình hơn. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.